Ủa. Ôi, anh ơi, anh nhìn chiếc xe này đi. Ước gì em được ngồi chiếc xe này một lần trong đời. Ủa, công nhận xe sang xịn mịn thật đấy nhở. Nhưng mà anh đang thắc mắc là ai lại đỗ ở giữa đường như này. Thế anh này, thích đỗ đâu thì đỗ chứ. Người ta có tiền mà, đỗ đâu chả được. À. Ủa, công nhận xe đắt tiền em ạ, sờ vào thích thật đấy, đã tay thật đấy. Cái tay, sờ lung ta lung tung. Xước xe của người ta ra có tiền đền không? Ờ nhờ anh quên mất xe đắt tiền, không có tiền đền thật. Ui, anh nhìn xem ai kìa. Không phải là bạn học cũ hay sao? Ui, thế bạn học cũ của em lái chiếc xe này à? Đâu cho anh xem mặt với. Cái hạng con gái như kia mà đòi lái chiếc xe này á, nằm mơ à? Không có đâu anh. Cô ta ấy còn đang phải đi nhặt đống nát kia kìa. Thế à? Ủa, trông xinh xắn như thế mà lại đi nhặt đồng nát à? Vỏ chai nhựa đấy, 1.000 một chai. Dương đừng khách sáo nhá. Bọn tớ cũng chỉ là muốn giúp Dương có thêm thu nhập thôi. Cảm ơn cậu. Xin lỗi nhá, tớ định đưa cho Dương nhưng mà trượt tay lại quăng đi mất. Cậu chịu khó ra nhặt nhá. Xin lỗi nhá, tôi tưởng đấy là cái quả bóng ấy, tôi sút, tôi nhìn nhầm, tôi xin lỗi. Ôi, nhìn xa thì cứ tưởng là tiểu thư đài các, con gái nhà ai mà đẹp thế. Hóa ra ấy, cũng là tiểu thư, nhưng mà phá ra tiểu thư của bà đống nát. Này, hai người bắt nạt người ta như thế cũng được à? Thì làm sao? Liên quan gì đến anh? À, anh là chồng của nó à? Mà phải bênh vực như thế. Hóa ra là anh à? Trông xứng đôi vừa lứa đấy anh à? Cô chủ đồng nát với cả cậu chủ ve chai. Này, đi đâu đấy? Chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi. Nếu như không có chuyện gì thì thôi, đừng có làm phiền đến tôi. Tôi bảo này, tôi có một cách này ấy, có thể giúp cậu tăng doanh thu gấp 3 lần đấy. Nào, ui, mọi người ơi, nhìn xem ai này, cô chủ đồng nát đi nhặt ve chai này. Trông kìa. Cậu đừng làm mấy cái chuyện vô bổ đấy nữa được không? Hai người có đáng quá rồi đấy nhá. Ồ, làm sao? Tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ cậu mà, cậu từ chối à? Này, hay là bây giờ như này đi, cậu cúi xuống liếm sạch giày của tôi, may ra tôi vui ấy, tôi tha cho cậu. Liếm đi. Nếu không là tôi đánh trả đấy. Ok, liếm đi. Này, nói cái gì cơ, đánh trả á? Nhắm chân đánh được không? Mà đánh xong ấy thì có tiền mua thuốc không hả? Đây, anh làm cái trò gì thế hả? Trả đây! Từ nãy tôi nhịn hai người hơi bị nhiều rồi nhá. Có muốn tôi cho hai người một trận không hả? Có thì từ từ nói, sao lại động tay động chân phụ nữ như thế? Mấy cái hành động này ấy, chỉ có xúc vật làm thôi. Làm người ấy, đừng nên hạ bệ người khác như vậy. Tôi... Làm sao? Có đi không? Hay để tôi cho hai người một trận? Đi. Cô sao không? Tôi không sao ạ. Cũng may mà có tôi qua đây đấy. Lần sau cô phải cẩn thận đấy. Cái loại người như này á, càng hiền lành, chúng nó càng được đặt chân lên hàng đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Vậy tôi đi trước đây. Ô, à? Dương đây à? Châu, cậu mới đến à? Không ngờ chúng ta lại làm chung công ty đấy. Tuy làm chung công ty nhưng mà vị trí của chúng ta khác nhau một trời một vực đấy. Sao thế? À, lúc nãy tớ vô tình nên là bị dính bẩn một chút. Có sao đâu, dù có bẩn thêm chút hay là sạch thêm chút thì cậu cũng chỉ cái loại hạ đẳng thôi. Ngày trước cứ tưởng cậu là tiểu thư con nhà giàu có, hóa ra ấy, lại là tiểu thư con nhà đống nát. Cái này...
Sao mình cứ gặp cô ta mãi đấy nhở? Sao toàn lại tuyển cô ấy để làm thư ký mà sao mình lại không biết gì cả? Tuyệt thật, không ngờ lại gặp được anh ấy lúc này. Ai đấy? Sao có cửa mà không thấy vào vậy? Anh Toàn, là em đây ạ. Hóa ra là Châu à? Anh Toàn, lâu lắm không gặp, anh vẫn phong độ như xưa nhỉ? Em đã quá khen rồi, anh cũng bình thường thôi mà. Đâu có đâu, em thấy càng ngày anh càng đẹp trai ra đấy. À đây, anh xem này. Cơ mà em được tuyển vào làm việc khi nào đấy? Dạo gần đây có phòng ban nào thiếu người chăng? Dạ, em vào làm việc cũng 2-3 tháng rồi. Nhưng mà hôm nay em mới có cơ duyên gặp anh đấy. Thế à? Đúng là dạo gần đây cái bộ phận tuyển dụng làm việc bết bát thật đấy. Thêm bất ngờ mà chẳng báo với anh câu nào cả. Anh ơi, dạo này em mới học được cách massage cho người ngồi văn phòng đấy. Để em làm cho anh nhá. Thôi, làm đúng phận sự của mình thôi. Em đừng có trèo cao quá, có chừng té đau đấy. Dạ, vâng ạ. Có gì mong anh chỉ bảo cho em ạ. Đúng rồi. Việc đầu tiên mà em cần làm ấy là công việc phải ra công việc. Đây không phải là cái tiệm massage mà em muốn massage chỗ nào thì massage đâu, hiểu chưa? Vâng ạ, em hiểu rồi ạ. Còn cái dự án này do em đảm nhận đấy à? Dạ vâng ạ, tốt lắm đúng không ạ? Có những điều cơ bản nhất mà em còn chưa làm đúng. Thế thật sự em được bộ phận nhân sự của anh tuyển dụng vào đấy à? Dạ, em... Thôi, em về làm lại đi, chưa đủ yêu cầu đâu. Đúng là xui xẻo, cô đúng là sao quả tạ mà. Mới sáng ra gặp cô đã hãm rồi. Anh này, cô ấy bị làm sao thế anh? À, dự án mà cô ta đảm nhận không đạt yêu cầu, anh bắt phải làm lại mà, kệ đi. Em vừa đi đâu về đấy? Em vừa đi có chút việc về ấy mà. Việc gì cơ? Đừng nói với anh là em lại đi giúp bà cụ bán phế liệu đấy nhá. Em nhá, hư lắm đấy. Em phải nhớ là em là vợ của chủ tịch. Làm sao mà cứ suốt ngày em đi ra ngoài đường nhặt phế liệu như vậy được? Em cứ phải ở nhà hưởng thụ cuộc sống mới tốt chứ, đúng không? Cũng vui mà anh, giúp người là chuyện tốt mà. Em ấy, nói vậy là anh chịu rồi đấy. Hay là anh cho tiền em mở một chỗ thu mua phế liệu, để bà cụ chỉ đứng đó rồi bán cho em thôi. Không được đâu, nếu mà làm như thế thì bà cụ không đồng ý đâu anh ạ. Khó thế nhỉ? Vậy thôi được rồi. Nhưng mà em nhớ đấy, vậy thì em phải cẩn thận đấy. Đừng để mình bị thương biết chưa. Mà còn cả Châu nữa, em có muốn anh đẩy cô ấy đi công tác ở tỉnh khác không? Tôi không cần đâu. Em thấy cô ấy cũng làm việc không ảnh hưởng gì mấy rồi ạ. Anh chỉ sợ là em chịu thôi. Còn nếu không thì cứ để cô ta ở lại làm mình thêm vài tháng, xem khả năng tới đâu. Dạ. Bác ơi, cháu lại đến thăm bác này. Dương đấy hả con? Hôm nay không đi làm hay sao mà sang thăm bác sớm thế? Dạ vâng, hôm nay cháu không đi làm, tranh thủ mua một ít đồ ăn với cả mang một ít vỏ chai sang cho bác ạ. Cái này thì bác nhận này, còn đồ ăn thì con mang về ăn đi, chứ đồ đắt tiền thì bác không dám ăn đâu. Bác mà không nhận, cháu giận đấy. Chuyện này... Bác nhận đi cho cháu vui, đây là tấm lòng của cháu mà. Thì con bé này thiệt tình. Cũng may là lần trước nhờ có bác, nếu không thì bây giờ cháu đã... Cũng may mà hôm đấy tình cờ bác lại đi qua đoạn đấy, chứ không thì... Em gái! Đi đâu về khuya thế? Các người là ai? Các người đi làm gì? Em có hét khạc cổ ấy, không ai cứu em đâu. Thôi anh bảo thật, đi về với bọn anh đưa về cho đỡ lạnh lẽo. Này, bác
các người mà giở trò là tôi hét lên đấy. Cái con này nhẹ không muốn bố mà tao làm thật à? Tránh ra. Má, má người ta, có ai không giúp tôi với? Có ai không? Có ai không giúp tôi với? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Làm cái gì đây? Hả? Bà già này là ai đấy? Bà già này bán ve chai cuối đường đấy ạ. Không cẩn thận bà ấy báo công an phiền đấy. Đi đi. Cháu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Cháu không sao ạ, cháu cảm ơn bác ạ. Mà cháu đi đâu một mình lại đi qua cái đoạn đường vừa vắng vừa tối như thế này, nguy hiểm lắm, nhỡ gặp cái đám côn đồ khác nữa thì sao? Dạ vâng, cháu không biết ạ, đây là lần đầu tiên cháu đến đây ạ. Lần sau ấy, phải nhớ cẩn thận nhá. Nếu mà đi một mình thì đi đường khác, đừng đi qua đường này. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Bây giờ nhìn thấy con đi đâu cũng có người đưa đón như thế là bác yên tâm rồi. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Anh nhìn đi. Kia có phải là con Dương không? À, hình như đúng là Dương rồi. Thế còn những người bên cạnh cô ta là ai đấy nhỉ? Còn ai nữa? Con nhặt đống nát thì mẹ bán phế liệu. Mẹ yêu của nó đấy. Thế à? Thôi thế thì kệ họ đi, mình đến công ty không có muộn giờ làm bây giờ đi. Tứ, em có trò này hay cực. Này, trò gì trò, đừng có làm mấy cái trò ngu ngốc ấy nhá. Anh cứ chờ mà xem. Này, bà ơi, lại đây mà nhặt đi. Dạ vâng, cô đợi tôi một lát. Ơ, này, công ty mình hôm nay lại thu gom phế liệu à? Không phải, đây là mẹ cô Dương. Tôi thấy là mẹ con cô ấy nhặt phế liệu ngoài kia nắng nôi quá, cho nên bảo vào đây cho mát. Dương nào? Chính là cái cô Dương mà hay mặc đồ đẹp ấy. Mình thì làm lao công, mẹ thì nhặt phế liệu. Thế mà lúc nào cũng mặc đồ hiệu. Ô, Dương đến à? Mau, giúp mẹ cô nhặt phế liệu đi. Cô lại bày ra cái trò gì đấy à? Không sao đâu, để tôi nhặt một mình được rồi. Không phải là tôi đang giúp mẹ con cô có thêm thu nhập à? Cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Bởi vì không phải với ai tôi cũng tốt như vậy đâu. Cô... Không sao đâu, con đừng giận nhá. Này, tôi bảo này, lần sau ấy nhặt đống nát thì đừng có xe su ăn mặc diêm dúa như thế, ngứa mắt lắm. Này, cố mà nhặt cho tốt vào nhá. Nhặt tốt vào thì anh thưởng cho thêm 10.000. Mọi người ơi, xem tiểu thư đống nát này. Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến con rồi. Không sao đâu ạ, vì bọn họ xấu tính chứ không phải tại bác đâu ạ. Dương, ai làm khó dễ gì em đấy? Là Châu và Huy, bọn họ cố tình bày trò để làm cho em xấu mặt đấy. Được rồi, em cứ để đó đi. Anh nhất định sẽ cho bọn họ một bài học. Dạ. Chuyện đồ nào lúc sáng nay là sao thế? Dạ, em chỉ muốn giúp Dương và... Anh không phải trách em đâu. Nhưng mà lần sau em làm việc gì ấy, cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao, đó cũng là trước cửa công ty mà. Ý anh là... Ý là anh không trách em. Em cứ về làm việc tiếp đi. Nhưng mà lần sau làm gì thì phải cẩn thận, nhẹ nhàng một chút, hiểu không? Anh Toàn, anh không trách em thật sao ạ? Anh đã bảo với em rồi, ở công ty là không được... Em hiểu ạ, em hiểu. Em ra ngoài làm việc đây ạ. Bẩn chết đi được. Ô, Dương đây à? Tôi xin lỗi nhá, mắt tôi kém quá cho nên là tôi nhìn không rõ. Tôi lại cứ tưởng cậu là cái bao rác biết đi đấy. Thế chẳng lẽ cứ thấy rác là cô sẽ bâu vào à? Cô là Châu chứ có phải là ruồi đâu. Giỏi nhở, hôm nay lại còn dám móc miệng cả tôi cơ đấy. Cô nghĩ cô là ai mà tôi không dám? Cô Dương, tôi không ngờ là cô lại thù ra như vậy. Tôi chỉ muốn giúp đỡ mẹ con cô thôi mà. Tại sao cô lại... Tôi làm sao? Tôi đâu có làm gì cô đâu. Lại có chuyện gì đấy?
đây là công ty chứ không phải sàn đấu boxing đâu. Là lỗi của em ạ. Đáng lẽ ra em không nên giúp đỡ mẹ con Dương để cô bị mất mặt trước mọi người ạ. Ý em là sao? Nói rõ được không? Dương nghĩ là em xỉ vả cô ấy cho nên là cô ấy tát em ạ. Cái gì? Em làm cái trò gì đấy? Tại sao em lại tát người khác còn là đồng nghiệp của em nữa? Em không có, em không hề làm như vậy. Thế ý của em là Châu có nói dối đấy à? Thật sự nhá, anh nói thật với em nhá, càng ngày anh càng quá thất vọng với em rồi đấy. Em cảm thấy mình không làm được gì, em nghỉ việc đi. Anh... Anh Toàn ơi, trong hợp đồng có mấy cái này em chưa hiểu lắm, anh Toàn giảng cho em nhé. Sao em không nhờ trưởng phòng hay là Huy? Không chịu đâu, anh Toàn giảng thì em sẽ nhanh hiểu hơn mà. Đây này anh. Thôi, cứ để đấy đi, lát anh xem cho. Mà tối nay anh có buổi họp mặt với cổ đông, em có muốn đi chung không? Thật ạ? Em có ạ. Được rồi, vậy thì anh cứ ra ngoài làm việc tiếp đi, tối anh qua đón em đi nhá. Dạ vâng ạ, nhưng mà cần gì anh nhớ phải gọi em đấy nhá. Cô lao công chăm chỉ lau kính để hy vọng là một ngày chủ tịch để mắt đến mình à? Ừ đấy, thì sao? Cô đang nằm mơ đấy à? Chủ tịch là phải sánh đôi cùng với thư ký xinh đẹp, chứ không phải là với con đỗ nghèo khỉ như cô đâu. Ý cô là chỉ có anh Toàn mới xứng với cô á? Cô nói đúng rồi đấy. Mà nghèo như cô ấy, làm sao mà hiểu được? Từ bỏ đi, anh Toàn là của tôi rồi. Thế còn anh Huy thì sao? Chỉ là con cờ để tôi tiếp cận gần hơn với anh Toàn thôi. Còn sau khi mà tôi đạt được mục đích rồi ấy, thì vứt. Chỉ là con cờ sao? Chưa biết ai mới là con cờ của ai đâu. Em sao thế? Em ngồi vào chỗ đi, để mình cũng bắt đầu cuộc họp. Anh đùa em đấy à? Ai là cổ đông ở đây thế? Đúng rồi, Dương đây là cổ đông lớn nhất ở công ty chúng ta. Còn cậu Huy đây thì là giám đốc công ty. Có gì em chưa hiểu sao? Cái gì cơ? Cô ta chỉ là một con lao công mà lại có thể là cổ đông lớn nhất công ty được sao? Thôi được rồi, em ngồi vào đi rồi mình cùng họp. Dạ anh ơi, em nghe nói đây là cuộc họp cổ đông cơ mà, tại sao lại chỉ có 4 người à? Thế còn các cổ đông và giám đốc khác thì sao ạ? Thì những ai có tội mình xử người đó thôi, cần gì phải làm phiền tới người khác đâu. Anh nói như vậy là sao ạ? Ý anh là ở đây ai là người có tội ạ? Đến bây giờ mà anh vẫn chưa chịu nhận tội của mình à anh Huy? Nếu như anh không rõ thì để tôi nói cho anh rõ nhá. Anh Huy này, tội của anh thứ nhất là sa thải và tuyển dụng nhân viên khi mà không được cấp trên cho phép. Thứ hai, anh đã dùng tiền công quỹ của công ty để chi tiêu cho việc cá nhân của mình, và còn rất nhiều thứ nữa. Chuyện này... Cậu Huy, cậu xem kỹ lại đi, xem là tôi đã kết luận đúng tội hay chưa. Nhưng mà bằng chứng rõ ràng thế này rồi, chắc là đúng rồi đấy nhỉ. Em... Có tội thì phải chịu phạt đúng không cô Châu? Theo như cô nghĩ, hình phạt như nào thì sẽ là thích hợp nhỉ? Dạ, em không biết ạ. Em chỉ là nhân viên mới thôi ạ. Cô là nhân viên mới do Huy tuyển vào, thì cô cũng mang tội đồng phạm của Huy. Anh Toàn ơi, em xin anh. Em xin anh tha cho em ạ. Sao vội vàng thế? Tôi còn chưa nhắc đến tội của cô cơ mà. Sao đã xa xin lỗi rồi? Dạ không ạ, em không biết gì hết ạ. Tất cả là do Huy dụ dỗ em ạ. Cô... Thật à? Chỉ là con cờ để tôi tiếp vậy cận mà tôi gần tưởng hơn với anh Toàn. Cô nói Huy chỉ là con cờ của cô thôi. Hóa ra từ trước đến giờ anh chỉ là con cờ của em thôi à?
Anh yêu em, cho em nhiều thứ như thế, cuối cùng em lại không yêu anh à? Anh Huy, anh phải tin em. Em không phải là như vậy đâu. Em bị bọn họ lừa thôi ạ. Đấy là chuyện riêng của hai người, để hai người tự giải quyết đi. Còn bây giờ, cái việc mà hai người làm trái quy định của công ty, rồi tham ô, tham nhũng công quỹ, chắc là phải để cho công an xử lý thôi nhỉ? Tất nhiên là có điều đó rồi. Và công an đang chờ hai người ở dưới đấy. Hai người mau đi xuống đó đi. Anh Toàn, anh cứu em với. Em không muốn đi tù đâu. Anh Toàn. Chủ tịch, công an đang đứng đợi ở dưới. Để đâu Huy và Châu đi rồi. Đưa họ xuống đi. Bác có nhà không ạ? Ôi trời ơi, Dương đấy à? Dạo này đi đâu mà không thấy sang thăm bác? Bác nhớ con quá. Con cũng nhớ bác, nhưng mà dạo này con có nhiều công việc nên chưa có thời gian qua thăm bác được ạ. Cháu có chút quà gửi bác. Bác cảm ơn, nào đi vào nhà thôi con. Bác ơi, cháu có chuyện này muốn nói với bác. Bác có muốn về sống cùng với bọn cháu không ạ? Sao cơ? Bác cho phép cháu gọi bác là mẹ nhá. Mẹ ơi, mẹ về ở với bọn con đi. Chuyện này, nhưng mà ta chỉ sợ làm xấu mặt con thôi. Mẹ đừng lo, những đồng tiền mà mẹ kiếm ra hoàn toàn là chân chính cả mà. Vậy thì có gì phải ngại cơ chứ. Và mình nhận riêng là con gái của mẹ mẹ nhá. Được, con gái của mẹ. Chúng ta về nhà thôi mẹ.